Rồi cũng chào anh em nha. Dạ đứng chín máy rồi. Mình cũng làm cái clip lên đây nói chuyện với mấy anh em chơi. Tại nhiều khi mấy anh em hỏi mình cái mình không có không mình trả lời. Tại mình nhiều khi chạy xe nọ cái anh em điện hỏi mình tùm lum hết. Nói chung mình cũng dài điện cũng nhiều. Vậy cái anh em nuôi bị mạt rất là nhiều. Mà anh em cứ hỏi mình lấy cái thịt mũi á, thịt này nọ thịt lên con gà được không, thì mình nói cái chai đó thịt nó rất là nguy hiểm về cho gà nha anh em. Chỉ là được thịt là cái chỗ nó ngủ thôi, chuồng trại và những cái vỏ và những cái thùng, nói chung là chỗ con gà nó ngủ á, anh em xịt lên những cái đó, những cái chỗ đó đó thì nó mới tốt cho con gà anh em. Chứ anh em đừng bao giờ mà xịt lên cái mình con gà nha. Mấy chai thịt con trộn xịt lên mình con gà, mình nói thiệt với anh em, chai nó rất là nóng nha nè. Anh em thịt trúng da anh em nóng như cỡ nào. Tại vì nó toàn là quá chắc nha. Nó mình nói thiệt nó là quá chắc. Tại vì nó quá chắc mà ở cái đó mà nó xịt lên trúng cái mình của mình, xịt trực tiếp vô da thịt mình. Thì anh em tính đi mà phải đi rửa xà bông. Phải đi rửa xà bông liền. Phải rửa nó sạch thì còn sạch, cứ hoài luôn nó mới hết cái cho nó ra cái chất đó. Tại nó xịt trúng á, nó này mới xịt mũi mà xịt lỡ mà nó bóp sao mà nó chảo trúng cái ngón tay nè, nó nóng cực kỳ nóng luôn. Thì hồi lúc mình còn nhỏ chú ơi sớm ông xịt cho con gà của ổng, ông chỉ người ta, ổng xịt luôn rồi ông chỉ người ta xịt luôn con gà. Mình nói với anh em lông nó rụng á, con gà đó là 2,8. Nó nhìn thấy ghê lắm, ổng nuôi 2,8 mà mạt cái nỗi mà mình nói với anh em, con gà nó rụng lông luôn, con gà nó rụng lông, nó ốm còn 2,5, 2,4. Tại sao xịt lắm, xịt nó phải dịch tới mình đâu, dạch cái cánh con gà lên xịt hết cái mình luôn. Hồi đó anh em tính đi gà cắt lông nữa đó, xịt hết cái mình con gà luôn, xịt dưng cẳng xịt hết cho hết cái mạt. Và anh em xịt như vậy mình nói với anh em, xịt con mạt đặc biệt là nuôi gà rất là sợ mạt, ai cũng gặp ở trên chính mình đây. Nói chung là mình phải xịt thường xuyên, mình lấy ra mà xịt thì xịt mấy cái đầu ngủ của con chỗ mà con gà nó ngủ á, con mạt và con gặn mạt anh em nên biết nha, nó khác nha. Con mạt là những cái con mà anh em cầm lên mà nó bò lên tay anh em rất là nhiều á, nó bò lên đen nó đỏ đó nhóc trên đó, là nó bò bay phóng đầu lên mặt mình tùm lum là nó đó nghe nè, con mạt nha. Còn mấy con mà diệp mạt khác nha, diệp mạt nó như con nó như con chí của mình bự bự á, mình con gà anh em dạch lông mình thử mấy con bự bự anh em thấy ít lắm, nó dính nhìn mình cái lông, mấy con gà nó bám không mà. Còn mấy con mạt là anh em cầm vô tay nó bò chảy lên tay anh em. Thì cái clip này nói chung mình làm bữa hổm rồi mà đã nhiều anh em hỏi mình là cái thịt cái hút đó. Thì mày nói với anh em xịt vô nó nóng con gà rồi nó rút con gà nó rụng lông hết luôn, không bao giờ được xịt nha anh em. Anh em cứ xịt chuồng. Tại vì sao con gà anh em xịt lên cái mình cũng như không à. Anh em xịt cái chuồng gà xong đi rồi anh xịt lên con gà nữa là chai xịt mạt. Mà anh em chai xịt mạt thì mình nói với anh em ra tiệm hú quay anh em mua chai xịt mạt theo gấu vàng. Chai đó không có nhiều tiền, có 10.000 à. Chai đó nó rẻ, mình nó hiệu quả. Không phải là xịt một chai, không phải xịt mạt mà nó xịt một lần. Mình nói với anh em xịt tới 2 lần, 3 lần liên tục luôn. Cũng như sáng anh em xịt lần đúng không, chiều xịt nữa, ngày mai xịt nữa cho nó hôi cái mùi đó và nó liên tục lên cái mình con gà. Nhưng mà xịt lên như thế nào, anh em xịt phớt cái chai bóp nước đó, xịt phớt lên mình con gà thôi, trúng chân con gà được xịt phớt lên, đừng có xịt vô đầu con gà chi tội nghiệp đó, nó nóng lắm. Xịt phớt lên lông lên mình nó và xịt trong chuồng, nói chung ngày xịt lần xuyên, xịt 2 lần phải liên tục 2-3 ngày và sát trùng sẽ phải xịt lên cái chỗ nó ngủ, cái vỏ hay là cái thùng cái gì đó nên cho nó ngủ á, xịt lên hết cho mình đi. Liên tục vậy đó thì những con mạt đó từ từ nó sẽ chết, trúng chết nha, xịt trúng gà mạt nó chết nhiều ghê lắm, đầy ở đây hù lụ nữa, nếu nó chết vô cái thùng cái gì anh em vũ đất nó đang hù lụ luôn, nó đông cũng nhiều, nó rất là nhiều anh em ghê lắm. Còn những con mạt xịt liên tục mình chai gấu hút chai xịt mạt thì gấu vàng xịt liên tục, còn xịt cái đó chứ là xịt lên những cái đó. Và mình cũng có cái này là nó hay nữa là chai xịt mũi,
xịt jumbo đó anh em xịt liên tục, xịt liên tục lên mấy cái thùng cái giỏ rồi cho gà ngủ này em phơi em xịt đi, cứ xịt cho mình đi, xịt liên tục vậy thì cái xịt mũi á thì anh em xịt lên cái thùng, còn cái chai mà xịt mạc á xịt vô chuồng, xịt vô chuồng nghe mình chỉ gì tận gốc luôn, xịt vô chuồng thì xịt lên lông con gà đó, thì mình nói với anh em xịt liên tục cho mình cũng vậy đi. Thì anh em sẽ thấy hiệu quả như thế nào nha. Chai hút xịt mạc thì có vàng. Còn anh em hỏi mình con gà bị cựa sao mà bị gót thì cái clip này cũng nó cũng làm rồi, nhưng mà ai làm ai nghe rồi thì khỏi nghe, để anh em mới biết chơi nghe, mới coi clip nghe, thì mình nói là không có nói gì mà hết. Nhưng anh em thì nhiều anh em nói ừ ngay cái clip nghe rồi nó hoài nói những người khác nghe, những anh em không có coi clip được. Thì những cái con gà bị cựa nhiều á, tại sao bị gót sổ nó chạy, mình nói anh em là nó bị bẫy mình, bẫy cựa, tại nó bị cựa nhiều lần. Mình nghĩ với anh em đây là con gà của mình, con gà của mình nuôi ha, mà phải nửa tháng bị lành tan, nửa tháng là 10 ngày vậy mình mới bắt, mình nhấp vài chân rồi cho nó quen cái cơ bắp lại, quen lại, chứ mình không dám sổ luôn á, thiệt. Mình gà nhỏ nhiều anh em mắc cựa lắm, hay gà bị tan cái cựa, với là cái nhất là do con gà anh em về bị nhiều gà gáy nó bẫy mình, bẫy cựa. Còn cái nữa là anh em cho nó uống thuốc quá nhiều, nó nóng con gà nó gút hơi con gà. Nói chung con gà mà nó bị si, nếu con gà bị si là con gà anh em nó không bao giờ nó sung. Thấy nó giấy bình thường nhưng mà bị si rồi anh em nó dễ gót lắm, sổ nó dập thì dập như một lần hai lần mà anh em đâu hiểu hết, sổ cho nó quen hơn nhiều thì con gà nó sẽ bị gót. Đây mình thấy cái anh em mình nuôi gà mình sổ anh em nhìn cười chết luôn, sổ nhìn bảy đám chân hai gà dính vô là bắt ra liền, không có cho nó đá quá. Thì đó là những cái lý do mình nói anh em là hạn chế con gà bị cựa nhiều, anh em nuôi được cái chỗ gần gà nhiều và hạn chế anh em sổ nhiều. Thì những cái con gà cũng như anh em nói là đạp mái bị cựa, đạp mái được thôi, nó nhiều con nó không có chống, mà nói em tại vì anh em chích kháng sinh nhiều, sử dụng kháng sinh nhiều thì con gà anh em sẽ bị khô nóng về gút và cái tinh trùng của nó yếu, nó đạp mái nó không có đậu con nhiều nha anh em, mình nói thiệt nha, nó không có đậu con nhiều. Anh em nói sao mà gà nhiều cái mà đạp cho nó không nở là đủ thứ vậy. Thì lý do và những cái con gà mà nó không có tinh trùng, nó con gà mình nói thiệt nha, nó cũng y như người tặng con người mình thôi, người bị vô sinh con gà cũng y chang, mình nói thiệt mình có con gà rồi biết. Mình đạp mái lúc mà nó còn tơ luôn, mình tại vì mình mua, mình đạp mình đi lên trên chợ mới với vợ mình á, mình đã gặp con gà đó, nó tốt quá đi mà nó ốm nha, chân cặp chân nó mình tái thái thôi, cặp chân mình phái lắm rồi nó ốm, mình mới đem về mà nó ốm nó sổ nó chạy mà lại nó ốm nhất à, mình mới thả mái, mình thả mái nó lên ký nó mập lên và mình đổ bốn con gà mái luôn, bốn con gà mái. Mình nói với anh em là đạp liên hậu là đạp từ phải nói là nửa năm trời á, gần nửa năm á mà nó không có con gà con nào, một con gà mái đợt có đẻ là 8-9 trứng, nắp ha, năm gà mái em mình nói với anh em nắp á đầy cho anh nha, nắp đầy hết luôn, nhưng mà mình nói thiệt chứ nó không có nở một con nào, nó thúi cho nó không có trống, nó giữa hết trơn à, chứ không phải là nói là một con gà mái nó đạp nó không đều, không có, bốn con gà mái y chang luôn, đạp vô không có trống. Và những cái con gà mình thường gặp nhất, mình đi đâu mình gặp mình hiểu hết, đạp mái mà đá con cá hay cá gì không bị gì hết, ta thấy hay quá ta đạp mái mình nói thiệt, đạp hai gà mái đạp xong rồi giữa trứng thú hư hết trơn, cái đó thừa là nắng quá nóng quá gì đó, rồi cứ đạp nữa, cứ lấy cái cho nó ấp tiếp, cho nó ấp nữa nha, ấp nữa xong cái rồi cũng không có trống luôn. Thì đó mình câu lại con gà chạy cũng là trống của mình nha. Còn cái lý do mà con gà ăn nhiều cái quá mà đã không nở nữa là nó tại vì anh em chích kháng sinh nhiều,
kháng sinh là gì? Kháng sinh là trong cái mấy cái loại thuốc chích tay mà lúc nào cũng có cho nghe nè. Lúc nào trong cái thuốc chích tay của này lúc nào cũng có. Nó kháng sinh. Thì nói chung nó không tốt. Người ta ở đây, người thường mình đây, con người mà chích đó, bệnh mà bác sĩ chích mấy cái thuốc kháng sinh đó là cũng không có còn luôn á. Thì mình nói cái nào đó là có mình nói vậy nè. Tại vì đó cái nào mình cũng hiểu, hỏi tới bác sĩ nè, hỏi trên rồi mình mới biết cái đó là cái gì, mình lên clip mình nói cho anh em nghe, mình hiểu. Chứ không phải là nó bừa gì cái hút đó. Trong âm bi này cũng có kháng sinh. Và bất cứ cái hút nào mà anh em nói là gì là nhức mỏi hay là bị cái gì đó nó cũng có trong đó. Thì uống nhiều nó không tốt. Thì con gà một khi nó đá cái này thường anh em cho uống thuốc ta, uống thuốc âm bi, uống thuốc này nọ vô phải không, là nó có rồi. Anh em chích cho mũi nữa thì trong đó nó là lành mau lành vết thương, thì nó là có kháng sinh. Thì chích cái đó nhiều thì nói chung là con gà nó bị như vậy á, là không nở đổ hượng gà đủ thứ á. Còn nhiều con gà nói chung nó đủ lý do á cho anh á. Đó thì nói chung cái clip mình nói sơ lược thì nọ, cái gì mình biết thì mình sơ lược nói cho anh em hiểu. Chứ đừng thắc mắc mà nói con gà sao tôi đạp hoài nó ăn nhiều cái mà đạp nó không có. Thì đó là những cái lý do gà nó bị như vậy nha. Rồi nhiều khi con gà anh em chứ nó con gà nó không đạp, nó không có đều, thật sự nó không đều cũng đúng. Tại vì một con gà còn trống á, có anh em hỏi mình sao mà đạp 7 đống con thoải mái luôn. Mình nói thiệt với anh em không cái nó đều đâu. Cái tỷ lệ nó không có mạnh được. Thì nếu mà đúng ra một con gà trống đạp 2 gà mái, cao lắm là 3 gà mái. Vậy đó mà nở con ra nói chung là nó còn chặt vụt lên chặt xuống đó. Chứ đúng ra một con gà trống đạp một con gà mái là nó ra chất lượng nhất. Mấy 2 gà mái là chất lượng nhất. Nha. Đó là chất lượng đó. Còn mấy thì anh em nuôi anh em thấy thả vô, nói chung là anh em bắt chước rất là nhiều. Bắt chước là gì? Anh em thấy cái chuồng người ta để 6 con gà mái một con gà trống vậy. Cái anh em cũng làm y chang vậy, nhưng mà sự ra nó không có điều con, nó không có mạnh. Tại vì một khi một con gà trống nó đạp nè, con gà trống với gà mái nằm nó đạp thôi, nó mới vừa đẹp cái. Cái con gà mái khác nằm đi tới chịu trống nằm ịt cái nữa. Thì trong khi đó cái tinh trùng nó là nó bị lỏng hết trơn, nó yếu từ từ. Mình tính một ngày mà nó đạp bao nhiêu gà mái đó, rồi em tính đi, nó đậu thai được nhiều, một gà trống một hai mái rồi đó. Mình nói anh em là đổ mái như vậy là nó ok nghe anh em. Rồi mình cũng nói tới đây thôi, chào anh em nha.